Xin chào tất cả các chị em, mình là Hạ Uyên và biệt hiệu để kinh doanh online đó là Uyên Cúc. Hôm nay Uyên sẽ hướng dẫn các chị em cách tiệt trùng cốc trước khi sử dụng. Tiệt trùng cốc với viên tiệt trùng. Với combo đầu tiên thì miệng cốc chốc xuống dưới và các chị hãy lấy cốc ra đặt nó lên trên, đặt miệng cốc lên trên. Các chị đổ nước lọc, nước của chúng ta uống được vào đầy cốc. Đổ vào đầy cốc này. Sau đó các chị xé một viên tiệt trùng bỏ vào. Xé một viên tiệt trùng bỏ vào đây, 5 phút sau thì viên tiệt trùng nó sẽ tan hết. Và các chị lấy cốc ra. Lấy cốc ra đổ đi. Chúng ta tráng lại một lần với nước sạch. Rồi chúng ta dùng. Đến cuối kỳ các chị tiệt trùng một lần tương tự như vậy nữa để các chị đem cốc nha. Và kỳ sau trước khi dùng hãy tiệt trùng một lần nữa. Nếu như mà viên tiệt trùng của các chị hết thì chu kỳ sau các chị vẫn để cốc như vậy, miệng cốc chốc lên trên. Và nước sôi, chúng ta vừa nấu nước sôi xong, chúng ta hãy đổ vào. Đổ nước sôi vào đầy cốc này, để trong 2 phút. Các chị lấy cốc ra và dùng. Đến cuối kỳ các chị hãy tiệt trùng một lần với nước sôi như vậy nữa nếu như mà hết viên tiệt trùng các chị nha. Đây là video đầu tiên hướng dẫn cách tiệt trùng cốc để sử dụng. Các chị hãy đón xem hai video tiếp theo để biết cách gấp cốc, đặt cốc như thế nào và cách rút cốc như thế nào các chị nhé. Xin chào các chị ạ.